những ngày tháng không quên. Xin chào đón quý vị đến với chương trình. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị anh Đèo Văn Sách, người thực hiện và điều khiển chương trình Những ngày tháng không quên. Thưa quý vị, trời đang giữa mùa thu nhưng lại bắt đầu trở lạnh. Trở lạnh hôm qua, nhưng trong gian phòng ấm cúng này với những khuôn mặt rất là thân quen và rất là yêu thương, tất cả quý vị đã mang đến cho riêng tôi và một bóng thấp thoáng đằng sau tôi, cũng như tất cả các nghệ sĩ trình diễn hôm nay một sự ấm áp vô cùng. Chúng tôi có những ước mơ thật nhỏ nhoi, nhưng chúng tôi đã cũng ngồi với nhau và cố gắng làm để sao cho thành một cái thông lệ, một vùng mà chúng ta mình danh là nơi đất văn hóa của vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Có nghĩa là mỗi 3 tháng chúng tôi sẽ cố gắng mang đến tất cả quý vị những chương trình như ngày hôm nay. Vâng, anh muốn nói trước không? Vâng, anh xin trân trọng kính chào quý khán giả. Xin gửi lên đến quý vị lời chào trân trọng và thân thương nhất. Mong rằng những lời ca và tiếng nhạc của đêm nhạc thính phòng tối hôm nay sẽ đem đến cho quý vị những giây phút thật thoải mái và bình an cuối tuần. Quý thường cũng xin kính chào quý vị again. Và một lần nữa, hôm nay Hiếu Thuận và Vân Anh cùng với anh Đèo Văn Sách sẽ hy vọng sẽ đem đến cho quý vị những ngày tháng không quên qua những nhạc phẩm của các nhạc sĩ sáng. Vui cứ đến, từng niềm vui nhỏ nhỏ, vài cánh hoa tím đỏ ven hồ. Vui cứ đến, bao giờ chẳng rõ, con suối rừng êm ả ánh trăng. Cho tất cả các anh chị em. Xin các quý vị đưa dùm cho trao tặng cho các xin mời các anh Văn Khâm, Ngọc Dung, anh Tấn, ông Tiến. Đó là du dương tiếng hát tuyệt vời, ngọt ngào sưởi ấm tình người tha hương. Thân tặng ca sĩ Đài Văn Sách và Kim Phục. Thưa để nghe em nhận. Tìm đôi ta đẹp lắm anh ơi, em giữ trong tim suốt cả
qua tầm tay với ôm kỷ niệm em tiếp người tình xưa. Anh vẫn như một bài thơ, như điều ru buồn và tiếng ve kêu, như chim én bay không bao giờ trở lại. Xin em đừng hỏi bài thơ đó tên gì. Yêu em mái tóc dịu huyền, vòng tay đắm đuối dài đến tuyệt vời. Yêu em nóng cháy lạt môi, đêm mê trăng mật mật lời yêu đương. Yêu em nắng ấm thơm hương, gió đường ngàn dặm tình thương qua cầu. Vòng đôi môi
nói với anh MC Đào Văn Sách rằng thôi có một bài hát thì anh cứ giới thiệu luôn đi, làm sao lại bắt tôi lên giới thiệu làm cái gì cho mất thời giờ của quý vị. Anh Sách anh ấy nói rằng là đây là bài về không quân, thành ra anh ấy muốn tôi giới thiệu, mà anh ấy lại lầm là tôi là hải quân, thành ra cũng lại chật nữa. Thưa quý vị, bài Sợi Nắng cho người phi công không phải là do tôi viết nhạc, viết lời, mà đây là thơ của chị Bạch Mai. Thành ra tôi xin phép quý vị được mời chị Bạch Mai lên đây. Chứ nếu tôi nói một mình thì cũng là một sự thiếu sót. Không biết chị Bạch Mai có đến không ạ? Mời chị Bạch Mai lên đây. Như quý vị đã từng biết, chị Bạch Mai là một sứ ngôn viên rất khả ái của vùng chúng ta. Cách đây hơn một năm, chị có đưa tôi một cái bài thơ mà tôi rất là ngạc nhiên là chị còn là một nhà thơ nữa. Mời chị Bạch Mai ra đây với tôi. Chào chị. Tôi biết từ hồi đó tới nay chị lúc nào chị cũng cầm microphone để chị đi phỏng vấn người ta. Hôm nay tới phiên tôi, xin phép tôi được phỏng vấn chị có được không ạ? Thưa chị, cái bài Sợi Nắng cho người phi công đó, tôi muốn hỏi chị là chị có những cái kỷ niệm nào, có những cái cơ duyên nào, những cái cơ hội nào mà đã cho chị cái cảm xúc để viết nên bài thơ Sợi Nắng cho người phi công? Dạ, xin chào quý vị, tôi chào anh Văn Sơn Trường. Trước khi mà trả lời câu hỏi của anh thì thường tôi phỏng vấn ta tôi không có run, nhưng mà bây giờ bị anh hỏi tôi hơi run. Thưa, trước hết tôi cũng xin được đính chính là những cái bài thơ làm hay những bài viết của tôi không có nghĩ rằng mình đủ cái khả năng và đủ cái điều kiện để được gọi là một nhà thơ. Đây là một sự tình cờ và đã được nhạc sĩ Văn Sơn Trường thấy và đã có cái cảm xúc và làm nên bài nhạc. Và thưa, trước khi trả lời bác sĩ và nhạc sĩ Văn Sơn Trường thì tôi xin được phép hỏi lại trước. Trời. Dạ thưa quý vị, có phải lúc nãy nhạc sĩ Văn Sơn Trường nói rằng bác sĩ là hải quân mà lại làm một bản nhạc của không quân, thì xin hỏi bác sĩ là cái nguyên do nào, cái động lực nào để mà thúc đẩy nhạc sĩ để mà có cảm xúc để làm bài thơ cho không quân? Chị hứa chị hỏi thêm một câu đây nha. Thưa quý vị, thật sự ra khi mà làm thơ phổ nhạc thì cái người nhạc sĩ phải có một cái cảm xúc đặc biệt với cái bài thơ đó. Khi tôi đọc bài thơ của chị Bạch Mai, tôi rất có nhiều cảm xúc. Và khi phổ nhạc cho bài này, tôi có ba người mà tôi nhớ đến, mà hôm nay xin phép chị Bạch Mai tôi được nói ra. Thứ nhất là anh Hưu Văn Phát, là trung tá Hưu Văn Phát là một người ở vùng này và đã quá cố. Đây là một người bạn khá thân của tôi. Khi anh mất đi thì rất nhiều người luyến tiếc anh, là bởi vì anh là một người rất là dễ thương, hiền lành. Một người thứ hai tôi nhớ tới là ông anh họ của tôi, là một phi công ở Đà Nẵng và mất lúc 24 tuổi. Khi máy bay bị rơi, và sau cùng là một người bạn rất thân của tôi, lúc đó có 22 tuổi. Thưa quý vị, cái thời chinh chiến hồi xưa, khi chúng tôi mới xong tú tài thì mới có 18 tuổi. Tôi vào đại học, những người bạn thân đó đi không quân. Và một ngày đạp trời, phải nói là xấu trời thì đúng hơn, đạp trời bay lên, nhưng mà xấu trời, cái người bạn của tôi
đã gãy cánh, có 22 tuổi. Khi tôi đến nhà người bạn để chia buồn, thì vợ con khóc quá trời. Đứa con có 2 tuổi. Và người vợ mới có 20 tuổi. Thưa quý vị, người quá phụ thời chinh chiến, 20 tuổi. Đó là cái cảm xúc của tôi. Cảm ơn nhạc sĩ Văn Sơn Trường đã chia sẻ cái kỷ niệm và đã làm cho chính nhạc sĩ Văn Sơn Trường xúc động, và tôi cũng cố gắng để mà kiềm chế cái sự xúc động của mình. Thưa quý vị, để trả lời câu hỏi của nhạc sĩ Văn Sơn Trường là tại sao tôi có bài thơ đó. Thật sự ra, thưa quý vị, trong những ngày tháng trở lại cách đây đã mấy mươi năm, mấy thế kỷ, mấy thập niên, thì hầu như chúng ta trong ở miền Nam Việt Nam, gia đình nào cũng có người thân đi vào trong quân đội, cũng có chứng kiến những cảnh đau lòng, những sự lo lắng, những sự mất mát. Và thưa quý vị, đó là tâm trạng nói chung của vợ, của người yêu, của vợ những người chiến sĩ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa nói chung. Và tại vì cá nhân tôi có dính líu đến không quân, thì cũng đã trải qua những ngày tháng rất là sống, rất là lo sợ, hồi hộp. Thưa quý vị, đối với người không quân, có những buổi sáng vừa từ giã lên phi cơ, thì buổi chiều người vợ đã trở thành quá phụ. Và chính tôi đã chứng kiến, cũng như là lời của nhạc sĩ Văn Sơn Trường nói, có những người làm quá phụ rất là trẻ, hoặc là có những đứa con chưa thấy mặt cha, đi buổi sáng buổi chiều là đã xảy ra cái cảnh đó. Thành thử tâm tư của người yêu hay là người vợ của không quân luôn sống trong sự hồi hộp. Và tôi là một người cũng đã từng trải qua những buổi sáng nhìn phi hành đoàn bay đi, khi mà những chiếc phi cơ mất hút ở chân trời, những buổi chiều nhìn lại, đứng ra ở ngoài để ngóng về chân mây, thì khi thấy được những cái đốm nhỏ nhỏ thì mình biết ra phi hành đoàn đã trở về, thì mình an lòng. Quý vị, từ những lo lắng, những tất cả những cái nỗi niềm đó, thì tôi chỉ viết nên cái bài thơ và cũng muốn gửi cho cái người mình thương để hiểu được cái tâm trạng của mình. Và đó là cái nguyên do tại sao có như vậy. Cảm ơn chị. Chị Bạch Mai và tôi xin cảm ơn toàn thể quý vị đã lắng nghe cái tâm sự của chúng tôi. Bây giờ xin mời quý vị thưởng thức giọng ca của Vân Anh qua bài Sợi Nắng Cho Người Phi Công. Mời Vân Anh. Thưa quý vị, trước khi Vân Anh hát thì Vân Anh cũng đã có từng tâm sự là Vân Anh mới đầu thì Vân Anh cũng không có nghĩ rằng là bài hát này có thể gửi cho cái sức động cho Vân Anh. Nhưng mà Vân Anh đã nói rằng khi mà hát thì Vân Anh đã để hết tất cả tâm hồn vào, như là tâm trạng của một người vợ phi công. Cảm ơn Vân Anh, cảm ơn quý vị đã lắng nghe câu chuyện của chúng tôi. Từ khi em yêu anh, em sống cùng mưa nắng, thương trời xanh và nắng ấm hiền hòa. Nhìn sân bay trong những phi vụ xa, mong anh về bên em vui tổ ấm. Có bao giờ anh hãy nỗi lo âu khi gió bão mưa về, không gian đen lòng em cũng buồn lo. Em băn khoăn lo sợ chuyện bay chiều anh có về. Trời cao nguyên mưa răng bông mây, thung lũng sâu bóng tối buồn quanh yêu. Anh ở đâu sao mãi chưa về, anh thâu trăng mắt lệ em chờ trông. Đôi mắt em vì cũng đưa anh về. Mưa có rơi và nắng có phai, trên cuộc tình yêu em ngày nào. Ta đã
trăng sao đưa đến bên người. Một lần gặp gỡ đã như quên duyên nào. Một lần gặp gỡ những tình ngỡ xa xưa. Xin người cho tôi một lần nữa chờ những người mà đã nằm xuống nơi xa. Xin người cho tôi một lần trở lại một cánh dù. Chương trình truyền hình Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm chấm dứt. Xin kính chúc quý vị một tuần lễ an lành và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát hình tuần tới cũng vào ngày và giờ này.